Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trên kênh YouTube Bình luận viên Tạ Biên Cương Plus. Sau chiến thắng trước Crystal Palace cuối tuần vừa rồi tại giải Ngoại hạng Anh, khoảng cách giữa Arsenal và đội nhì bảng Manchester City đã tạm thời được nới rộng lên thành 8 điểm do The Citizen bận thi đấu ở FA Cup. Tuy không có gì đảm bảo rằng khoảng cách này sẽ được giữ nguyên sau khi Manchester City đá bù, nhưng rõ ràng nó sẽ gây áp lực lên đội đương kim vô địch. Và trong chiến thắng đó, người ta một lần nữa không thể không nhắc đến bộ đôi Bukayo Saka và Gabriel Martinelli, những người nắm giữ chìa khóa tấn công nơi hành lang biên của Arsenal. Bước vào trận đấu với Crystal Palace, Arsenal ít nhiều có sự ảnh hưởng tâm lý vì vừa bị loại một cách tức tưởi trên chấm luân lưu bởi Sporting Lisbon ở đấu trường UEFA Europa League, nơi hàng thủ họ vắng đi trung vệ trụ cột William Saliba vì chấn thương. Còn đối thủ thì vô cùng khát điểm sau khi sa thải Patrice Vieira. Thế nhưng bài toán đó thực sự đã được giải quyết khá dễ dàng bởi cặp cánh Saka Martinelli. Trong khi Martinelli là người mở tỷ số, thì chân chạy cánh người Anh tạo dấu ấn đậm nét khi đóng góp trực tiếp vào 3 trên 4 bàn thắng, gồm 2 pha lập công và một đường kiến tạo. Với màn tỏa sáng này, Bukayo Saka trở thành cầu thủ đầu tiên của Arsenal kể từ Alexis Sanchez của mùa 2016-2017 có 10 bàn thắng và kiến tạo trở lên tại Ngoại hạng Anh. Và anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất của pháo thủ làm được điều này khi mới chỉ hơn 21 tuổi, vượt qua cựu đội trưởng Cesc Fabregas. Tính rộng ra, trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, cũng chỉ có 5 cầu thủ có số bàn thắng và kiến tạo đều ở 2 con số. Và Bukayo Saka là một trong 5 người đó. Những người còn lại là Lionel Messi 13 bàn 13 pha kiến tạo, Neymar 13 bàn 11 pha kiến tạo của Paris Saint-Germain, Vítor Kvaratskhelia 10 bàn 10 kiến tạo của Napoli và Randal Kolo Muani 11 bàn 10 kiến tạo của Eintracht Frankfurt. Xuất phát điểm là một hậu vệ trái, không nhiều người có thể tin Bukayo Saka có thể trở thành một tiền đạo cánh hàng đầu như ở thời điểm hiện tại. Và từ một cầu thủ trẻ tiềm năng, kèo trái sinh năm 2001 cũng vươn mình trở thành ngôi sao hàng đầu của đội bóng phía Bắc London. Mùa giải năm ngoái, Saka đóng góp 12 bàn và 7 kiến tạo, con số không hề tồi. Nhưng năm nay, cầu thủ này còn tiến bộ hơn rất nhiều. Saka hoàn thiện trong tư duy chơi bóng, góp sức to lớn ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự với nguồn thể lực dồi dào và khả năng bao sân. Riêng với nhiệm vụ tấn công, Saka hợp với Odegaard thành cặp đôi chân trái ma thuật của Arsenal, khiến cho đối phương không tài nào bắt bài được. Theo thống kê từ trang Transfermarkt, Saka được định giá lên tới 100 triệu euro, chỉ kém duy nhất Erling Haaland ở thời điểm hiện tại. Đây là con số thực sự khủng khiếp với một cầu thủ 21 tuổi. Ở Euro 2020, hẳn quý vị vẫn còn nhớ một Saka non trẻ đã được xếp đá quả luân lưu quyết định ở trận chung kết và anh đã đá hỏng, dâng chức vô địch cho đội tuyển Italia. Thế nhưng sau pha bóng đó, Saka đã đứng dậy và có được một sự quyết đoán như ngày hôm nay. Saka thực hiện đúng những gì mà huấn luyện viên Arteta yêu cầu, đó là bắt buộc phải có đầu ra cho mỗi pha tấn công. Cầu thủ 21 tuổi hiểu rõ điều này và một khi có thời cơ, anh sẽ xử lý ngay mà không chần chừ thêm. Chính vì những tình huống như thế, các cầu thủ viên Arsenal cho rằng Saka cứ vùng chân là có bàn. Cũng sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua đối tác ở cánh đối diện với Saka, chính là Gabriel Martinelli. Bàn thắng vào lưới của Crystal Palace cuối tuần vừa qua đã là bàn thắng thứ 6 trong 6 trận gần nhất của Martinelli cho Arsenal. Sau World Cup 2022, Martinelli đã trải qua chuỗi 8 trận liền tịt ngòi. Nhưng rồi anh đã một lần nữa bừng tỉnh dưới bàn tay của ông thầy Mikel Arteta. Chấn thương của Gabriel Jesus khiến tân binh Leandro Trossard được sử dụng ở vai trò số 9 ảo và đó là khi khả năng khuấy đảo của Martinelli được dịp phát huy tác dụng. Trossard và Martinelli thường chơi rộng, hoán đổi vị trí cực kỳ linh hoạt. Khi đó, cầu thủ người Brazil sẽ bó vào trung lộ để tận dụng khả năng dứt điểm của mình. Chiến thắng 3-0 trước Fulham ở vòng 26 Ngoại hạng Anh là một minh chứng khá rõ ràng khi 2/3 đường kiến tạo của Trossard được thực hiện từ biên. Và một trong số đó là cú đánh đầu thành bàn của Martinelli khi anh xâm nhập khu vực cấm địa. Ngoài ra, một trong những pha bóng sở trường của Martinelli là dùng tốc độ phá bẫy việt vị, đón bóng từ những đường truyền xẻ nách của đồng đội và dứt điểm. Những pha dàn xếp như vậy khá phổ biến, trong đó vai trò của những cầu thủ tốc độ như Martinelli là rất quan trọng. Và ở Arsenal, người có thể thực hiện những đường truyền chết người như thế đó là Martin Odegaard hoặc đâu đó là Granit Xhaka. Thời điểm này, Martinelli đã phá lưới đối phương 13 lần tại giải Ngoại hạng Anh, nhiều nhất đội và hơn Xhaka một bàn. Cùng với đội trưởng Martin Odegaard cũng có 10 bàn thắng, Arsenal cũng chính là đội duy nhất ở xứ sở sương mù có hàng công đều như vậy.
trong khi các đội khác đều chỉ dồn bóng cho một mũi nhọn duy nhất. Điều này cho thấy các phương án tấn công của đội chủ sân Emirates sẽ trở nên đa dạng và biến ảo hơn. Sau trận đấu với Crystal Palace vừa qua, Martinelli cũng khẳng định Saka là một đối tác cực kỳ ăn ý trên hàng công của mình. Tôi rất thích thi đấu cùng với Saka, cậu ấy đã có màn trình diễn tuyệt vời. Pha kiến tạo mở tỷ số là rất cừ, tôi không biết cậu ấy cố tình truyền cho tôi hay là cho ai khác, nhưng đường truyền đó rất vừa vặn. Về phần mình, huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng hai cậu học trò cưng sẽ chưa dừng lại ở đây. Chúng tôi cố gắng cải thiện bằng cách đưa họ vào vị trí ghi bàn càng nhiều càng tốt. Gabriel và Bukayo rất sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng nâng mục tiêu của mình lên mỗi ngày bởi cả hai chưa thấy đủ. Khi bạn sở hữu tài năng lẫn tư duy của họ, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Saka và Martinelli đều sinh năm 2001 và mới chỉ 21 tuổi ở thời điểm này, thế nhưng cả hai đều có sự chững chạc của những ngôi sao thực sự. Mới đây thôi, Martinelli là cầu thủ duy nhất sút hỏng luân lưu khiến Arsenal bị loại khỏi cúp châu Âu, khiến người ta phần nào liên tưởng đến người bạn Saka tại Euro 2020. Nhưng rồi cũng giống như đối tác tấn công ăn ý của mình, Martinelli đã lập tức trở lại. Nếu cả Martinelli và Saka đều giữ phong độ như hiện tại, tỷ lệ lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh của Arsenal sau gần 20 năm sẽ còn nâng cao hơn nữa. Trong chiến tích này, ngoài huấn viên Mikel Arteta, Martinelli và Saka chính là những ngôi sao nổi bật. Mới đây, theo thông tin từ Fabrizio Romano, Arsenal và Bukayo Saka cũng chuẩn bị ký một bản hợp đồng mới thay thế cho giao kèo cũ đến năm 2024. Ngôi sao người Anh chấp nhận các điều khoản và thỏa thuận mới đã sẵn sàng. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra một khi các bên hoàn tất những chi tiết nhỏ cuối cùng trong bản hợp đồng. Chắc chắn đây sẽ là tin vui với những cổ động viên của pháo thủ bởi họ không mất một ngôi sao sáng vào tay những đối thủ khác. Đặc biệt với tư cách cầu thủ tốt nghiệp học viện, Saka được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của sân Emirates trong tương lai và chức vô địch Ngoại hạng Anh năm nay sẽ là bàn đạp không thể tốt hơn cho mục tiêu này. Quý vị và các bạn đánh giá như thế nào về sức mạnh của đôi cánh thiên thần Bukayo Saka và Gabriel Martinelli của Arsenal? Hãy đưa ra ý kiến của mình trong phần bình luận. Đừng quên ủng hộ video này bằng việc bấm like, bấm chia sẻ và đăng ký kênh Biên luyện viên tại Biên Cương Plus để ủng hộ Biên Cương. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.